Chào mừng mọi người đã đến với series Minecraft Công viên Khủng long. Hãy like, share và subscribe ủng hộ các thành viên team tụi mình để tụi mình có động lực để làm ra những video hay và chất lượng hơn nữa. Nội dung của tập trước. Anh ấy ơi, anh gì đó ơi, cho em hỏi một cái anh ơi. Trời ơi, nó cắn mình không ơi. Nó to quá, nó to hơn ba luôn mấy đứa. Sao giờ này bữa tối mà mọi người vẫn còn không ở trong chuồng, mày đi đâu vậy? Tụi tôi đang tìm cách thoát ra anh ơi. Tôi cũng muốn thoát ra, mọi người có thể giải thoát cho tôi được không? Ba đút cái mũi vô thử đi. Ok, bây giờ ba đếm 1, 2, 3, ba đút vô nè. Ba đút ra cái mũi là ba đẩy nha. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Ôi. Ôi, hay quá à. Ôi. Wow. Ê, lại đây, em lại gần. Ôi, trời ghê quá à. Rất là cảm ơn gia đình của ông. Nếu sau này gia đình của ông mà có cần tôi giúp đỡ thì tôi sẽ báo đáp. Ôi, con đói bụng quá à. Bây giờ trời tối rồi mà bây giờ các ông mà đưa đồ ăn chưa tới nữa, hay là bây giờ cha con mình trốn rồi luôn đi. Chắc cắt chạy lên sách rồi ba. Bây giờ mấy đứa theo nhiệm vụ cũ đi, bây giờ mấy đứa ra mấy đứa mở cửa cho ba đi. Ok. Thôi nha, ba lại. Thấy ba ơi, ba lại đây ba cạp mấy này đi. Khoan, mấy đứa khoan bình tĩnh. Gần đây thì mấy tên bảo vệ tụi nó đang rất là canh, rất là sát sao, tại vì hồi lần trước mình đã lỡ thả cái con Mosasaurus kia. Nên bây giờ tụi nó đang rất là kiểm tra, rất là sát sao, mấy đứa đi cẩn thận nha. Đêm nay nghe đâu là có thêm một thằng nữa nó đi tuần tra khu vực này á, nó từ chỗ khác nó tới, nó đi tuần tra, mấy đứa cẩn thận nha. Dạ. Ok, bà. Vậy ba lại đây, ba cạp cái cỏ giùm con đi, tụi hai đứa con chui ra, con mở cửa cho ba cho. Ôi, vậy được rồi, trời ơi, sao không nói sớm, ba cứ vậy, tưởng mấy vậy đứa là đi. Bọn nó đã cắt giảm cái ngân sách mua thức ăn dọn mình để nó thuê bọn kia. Nhảy ra đi mấy đứa. Rồi, okay. Trời ơi, quá dễ dàng luôn. Dễ thương quá ha. Khỏe ghê á. Hay quá. Ê, để con. Ok, ta đi. Đi. Đi coi chừng á nha, tụi nó lãng vảng khu vực này nhiều lắm á. Dạo này tụi nó đang. Ê, cửa bên này mở được không mấy đứa? Con cũng không biết nè. Tới không tới. Để ba bấm thử rồi. Ba lấy cái mũi ba chọt vô. Cửa này không được rồi ba ơi, cửa này bỏ chì rồi. Biết rồi. Đi cửa khác. Ở đây mở có gì trong đây ta? Mày ơi. Ở đây hình như một cái kho hàng, ổ quá trời cù trong đây luôn ba ơi. Làm sao ba chui vô? Vô xử lý đã. Ba đây. Ba đó đi, đây tụi con nhốt rồi, không có vô được. Nó bị nhốt rồi. Không ăn được. Nó bị nhốt đây rồi. Đi ra đây mở cửa giùm ba coi. Không được ba ơi. Đi đây. Nhỏ xíu. Cứu ba. Hai đứa đi ra đây mở cửa giùm ba cái coi. Ba bị kẹt trong này rồi. Em ơi, qua đường này nè, qua đường này nè em ơi. Ui, chui vô. Ok. Để mình mở cửa cho ba. Ba coi chừng á. Ê, em chui hoài không được. Mở cửa cho ba con ơi. Rồi, ra nè. Từ ba, coi chừng có canh gác. Ba nhớ ở bữa trước có canh gác quá trời không? Bữa nay nghe nghiêm ngặt hơn nữa nha mấy đứa, coi chừng đó nha. Nãy giờ con... Quẩy lên. Ấy, từ thôi em. Cái đầu mày. Quẩy coi chừng bị bắt bây giờ. Giờ con mình đi đâu ba? Từ, chúng ta đi ra bản đồ xem địa điểm trước đó đã. Bây giờ chúng ta phải đi vòng vòng khu vực này để có thể tìm được mẹ con. Ba nghĩ là ba nên... Những khu vực gần đây thì chúng ta đã đi ra qua khá là nhiều. Bây giờ ba nghĩ là mình phải đi xa hơn được một chút nữa. Đi xa hơn, vậy là thì, ba dẫn đường đi. Tụi con sẽ đi theo ba. Được, xa hơn. Ok, bây giờ ba sẽ đi. Hồi bữa đường này mình đi rồi. Ok. Phía sau. Ok đi mấy đứa ơi. Đi lẹ ốc ơi. Trời ơi, lạc ba bây giờ. Lẹ lên. Ba đang tìm đường.
lẹ lên Út ơi. Nhông. Đi ngang qua thức ăn phải la lí một tí. Bên đây có cái gì kìa? Lộn đường hả? Ba đang tính toán, tại vì đây không phải là chỗ mà chúng ta hay sống, nên ba không biết là chúng ta có đi đúng đường hay không. Ba đang nhìn theo bản đồ thôi. Ba coi chừng bị bắt cả đám. Mà con người nó chế ra cái bản đồ hay quá ha mấy đứa ha. Chế đúng là nó thông hay thì mà. Chế mình không hiểu gì luôn. Ừ. Chế mình không hiểu gì luôn. Chết cha rồi, ba đi đường này không được. Chắc ba cắn cái cục gỗ này qua quá. Ôi, công viên nước ngôn luôn ngữ kìa. gì vậy? Trời ơi, không biết bọn nó có xác định được cái vết cắn của ba làm ra không? Ôi, có người Ba không biết. núp vô. Để con rình nha, hình như nó chưa thấy mình đâu. Rồi. Ôi, kinh dị. trời, nó có thêm mấy thằng để sau lưng luôn kìa. Em Không. núp đây đây để anh đi quan sát cho. Tin 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 Coi tin. chừng á nha, bữa nay nó canh gác nghiêm ngặt lắm á, ba bự ba đi không được. Ôi, có Rồi người, em có núp người. sau cái cục điện rồi, không Núp ai núp thấy núp đâu. núp núp. Em thấy không? Em hòa mình vào cái cục điện luôn là không ai thấy em hết. Ôi, Hòa cái sao đầu sao của sao con. cái đùi bà rung lên ghê vậy? Ba sợ á. Ôi. Bà cục lưng ba tao Ôi ấy đùi, ấy, sợ. à, con thấy rồi, nó đi bên cái cầu kia kìa. Từ từ để Ừ, ba thấy có thằng Vinh chờ nó nhảy lên, nó đâu ra vậy? Ôi ghê quá. Có liên quan gì mình không? Chắc không đâu. Rồi tụi nó đang Chắc đi tuần tra ở du khách trên cái cây cầu kia kìa. Ôi, nó có mấy thằng đệ sau lưng luôn. Bơi quay lại bơi. Sao mày Quay thấy lại quay lại quay trời? lại. Chỗ con đứng trên cao con núp con thấy Ui, mà. Tao tới, quay mà chạy trước tỉnh hả? như rồi phải tỉnh như rồi Tỉnh cái đầu con. Nó tới rồi, nó vô. Phải tỉnh như rồi bé ơi. Ôi, cái thằng công nhận hàng Út nó ngụy trang hay quá ha, nó cùng màu xanh với ai kia luôn. Nó đứng như cái cục cỏ vậy, bây giờ ba không thấy nó đâu luôn. Ghê đi. Ghê thiệt. Ba đừng có đi, để Ngoài không? Ngoài không? con trinh sát cho. Ba đang nhìn từ xa, tụi nó đi đâu mất tiêu rồi, tụi nó đi rồi. Từ từ để con nhìn cho. Không. Sạch bóng quân thù Ủa? ơi. Kìa nó quay cái mặt đằng sau rồi. Sạch bóng quân thù Rồi rồi. đi 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 bơi. Ôi, có trái banh kìa, có chuối kìa. Ngầm 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 Ăn ngầm. ăn cái đầu con, bây giờ chúng ta phải đi. Ngầm 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 ngầm. Ồ, cái chỗ này quen quá ha, khủng long con. Chỗ này là chỗ nào Quen. vậy? Ba không biết nữa, ba nói quen thôi chứ thực ra ba không biết chỗ này là đâu. Đây con Ba còn chỉ thấy nhớ là có một quen. số con người nhảy đầu ở đây. Ừ. Ba nghe nói vậy. Em ơi, lẹ lên. Ê, ê, Đi theo ba nhanh lên mấy đứa. nè. Con. Ủa, ba định đi theo cái con đường mòn này hả? Đúng rồi, ba đang định đi theo cái con đường mòn này. Lỡ nó dẫn tới chỗ mà có nhiều người sống sao? Thì từ ừ, Ba bây giờ cũng mình chắc chúng ta không đang ba. đi. Ba chắc, ba nghĩ là ba chắc, ba nghĩ là ba chắc. Nghe Ba lời. nghĩ như vậy thôi. Nghe lời Ủa, ba nghe có vẻ đi. rất là chắc chắn ba nhờ. Nghe lời ba đi, có gì bị bắt cả đám thôi. Không có gì đâu, bình tĩnh. Bình tĩnh. À, ba đừng nói là chú Sóc ở trên cây nói cho ba đường này nha. Không, cái này Ba. là em chú Sóc nói. Em chú Sóc Ồ luôn. ba. Ba có bao giờ nghe con người kể về bệnh hoang tưởng cho ba? Ba chưa nghe về chuyện đó. Nhưng mà ba biết chắc là con sóc nó có thật. Ba biết chắc và ba tin vào điều đó mấy đứa. Ôi trời, cái rừng thấy ghê quá ha. Buổi cái tối mà này. có con ma hay là có thằng nào cầm cái súng nó chĩa ra là lên đường. Cái này là cái gì ghê vậy ta? Hả, mình đang đi ra khỏi công viên rồi ta. Ra khỏi là Ủa hết cái gì tiền á? má. Ủa cái Ôi này là cái trời. gì ngộ quá? Như cái hàng rào của người ta. Ủa hàng rào điện hả? Nhìn Ghê quá ơi. à. Ôi. Cái này không phải hàng rào điện mấy đứa ơi, chỉ là mấy cái miếng gỗ bình thường thôi, mấy đứa có thể nhảy qua được mà. Vậy ba nhảy qua được không? Không, bà phải cắn mấy cái này mấy Ủa, đứa. con đứng ở đây Trời ơi, con có ba thể cắn quan đá sát không? à. Ủa con đứng đây con có thể quan sát được hết à. Wow, nó thật là rộng lớn quá đi. Chiêu. Wow. Ủa có Cái chiếc mấy khu chiếc này. thuyền kìa. Ê, Ôi. coi chừng có người mấy đứa, cái đoạn này đi qua nhanh đi, ghê, ghê quá. Hình như cái này là để cho khách tham quan ở dưới nước á. À, có chiếc mấy chiếc thuyền đó. Wow. Rồi. Cái cầu, cái này cái gì? Cao thế. Rồi đây nè, đây nè, đây nè. Ờ đúng rồi, hình như là ba nghĩ là ba đang đi đúng, rất là đúng cái đường đó mà. Giờ mình đi đâu nữa Cục ba? đường rồi. Yeah.
từ từ trời ơi, đừng nói ba cắn đá nữa nha. Ôi, không, mình leo lên được mà. Ờ, đường này leo lên được mà mấy đứa nói như vậy. Ờ, ba đi theo đường của em chú Sóc là thôi rồi luôn. Biết đâu tại chứ? Vì Sóc nó chỉ đường. Tại vì Sóc nó chỉ đường theo đường của Sóc nên ba cũng Sóc. Ba trời cũng ơi, Sóc nó leo cây rồi đồ. Sóc nó ba biết leo cây, ba đâu biết leo cây đâu. Ba bự thôi mà, ba đâu có chuyện gì đâu. Ba bự nhưng cái khác của ba không bự là tiêu rồi. Thằng này nói cái gì vậy? Nó bị thì con nói là lẻo ba đó. Ôi nó chơi ba bị teo não à. Ba đang leo núi, ba mà té xuống là ba sẽ chết nên ba sẽ đi từ từ. Ui, không có ui, nhảy ui, được. Gì? Nhưng cái đường trời là chính xác rồi đó mấy đứa, nhưng mà bây giờ mấy đứa phải leo lên. Đi cẩn thận. Sao con leo được trời? Tại vì con là con khủng long. Cái việc mà đào đất mà con không biết đào nữa rồi thôi đi con. Con đừng làm khủng long nữa mà. Ba chơi lầy nữa. Chỗ bình thường. Ba lên tới đỉnh rồi nè, ba lên tới đỉnh rồi nè. Ba lên tới đỉnh rồi nè. Ba bắt con cặp đất mà ăn luôn. Ôi, cẩn thận té chỗ này hết lên luôn anh ơi. Anh đâu rồi? Anh đang lên, ba chơi chai hard quá. Ba chơi cặp đất mà ăn luôn mới chịu. Ba bỏ anh em mình ba đi luôn rồi anh ơi. Đâu có đâu, ba ở đây nè, từ từ. Ba đang thăm dò đường mà, ba đang đi trước để cho mấy đứa khỏi bị dính tới kẻ địch mà có gì ba bị bắt thôi. Really? Đi lên chỗ này nè mấy đứa ơi. Đi lên cái đây nè. Trời ơi. Ba tin chắc là chúng ta đang trên đường mấy đứa à. Con bây giờ con gọi là con cha. Con phóng lên đây là con thấy má. Ồ. Ồ có cái cục quả con, cầu, có sao không? Có cái gì to lắm kìa. Đi từ từ nha. Ba ơi. Con là bây giờ con không thấy mẹ nữa mà là con mệt thấy má luôn này. Ok đây nè mấy đứa ơi. Ok gì ạ? Nguyên cái quả cầu gì bự quá vậy? Con lông bay kìa. Có cái con gì như con ruồi kìa. Chuỵ bay. Hình như con chim á ơi. Ok, có cái đường đi vô nè mấy đứa ơi. Quẩy lên. Nó chỉ là con chim thôi bà. Bình tĩnh. Nó chỉ là con chim thôi bà. Làm sao ba chơi được cái chỗ này? Ba nhảy xuống đây, ba mập mà. Trời ơi. Trời ơi. Động đất luôn. Nhảy xuống một cái động đất luôn. Ơi có bánh này, có bánh kem nè. Ơi vô đây ăn bánh kem ơi. Trời ơi nó bảo kê cái bánh ghê quá. Nhâm. Ui chưa được mà quên. Nhâm. Ok. Ngọt quá. Ôi chết cha tôi rồi, làm sao tôi vô đây? Mấy đứa đứng, anh chắc ba đứng ở ngoài quá, mấy đứa vô trọng, mấy đứa cạp, tìm hẹp quá, nhầm trọng quá chị nha. Tôi vô được không? Anh sao mà vô? Trong đây có gì nhỉ? Anh đi, sao mà vô anh đi? Không có lên nữa kìa anh đi. Lên nữa hả? Ôi bích đường rồi. Hình như lên đây nè. Bích rồi. Cắn thủy tinh đây nè. Cắn thủy tinh. Ôi! Các bạn ơi. Ủa ông là ai vậy? Ui. Ủa ông là thể loại chim gì vậy? Tôi tên là Thằng Lằn Sấm. Wow. Các bạn, tại sao các bạn lại ở đây? À, tôi ba tôi mới dẫn đường tới đây để Ê mấy đứa, ba vô được rồi. Mấy đứa ơi. Ba ơi, trên đây có một cái ông. Kệ chim nha, bye bye. Chị thôi ba. Ê. Bye. Ba rồi, ba rồi. Ủa ba thấy có con chim nào bên này nè. Ba rồi. Từ từ ba đang tới đây, từ từ ba mới đập đầu vô kiến. Ôi ba ở trời, ở trọng có cái con cái anh con, gì đó ơi. Có cái ông thằng lằn sấm gì đó. Sấm, thằng lằn sấm. Đâu rồi, ông này á hả? Nhìn ông kinh dị lắm kìa. Anh gì đó ơi. Chào anh. Anh có thấy vợ tôi ở đâu không? Tôi không thấy vợ anh, nhưng mà anh có thể phá hộ tôi cái kính này được không? Được. Tôi có thể bay ra ngoài để mà đi thám thính. Ba rồi. Sao mấy đứa ơi? Đây nè. Thằng kia ra nó chưa có trả ơn mình cái gì hết trơn, nó thả thêm thằng này ra có khi nào nó báo mình không? Nó đi luôn á. Không có đâu. Chắc cứu không? Con đây chứ, lại con kẹt trong này rồi. Mời đi theo hướng này nè, đi xuống đây kiếm ba thử. Mấy đứa ơi đâu rồi?
À con đang trước cổng nè bơi. Ba nãy ba đục lỗ ở đâu vậy? Ai biết đâu, ba đây nè. Ơi hình như nghe tiếng bên đây nè. Ủa mình chui vô lỗ này thử coi. Ôi nè hồi nãy ba cạp nguyên chỗ này nè, ghê thiệt. Ủa ba rồi. Ba ăn tạp ghê chứ. Ba đi ba dắt té nó cạp tinh cái đầu vô cái miếng kiến luôn. Ôi ba chơi lầy vậy. Rồi mấy đứa đâu rồi, đi vô chính giữa nè, nghe chỗ mấy cái ống nè, mấy đứa có thấy không? Đây rồi. Thấy con của anh rồi. Đâu rồi? Đi theo tôi. Anh nắm đầu cho nó lo qua đây cho tôi. Ôi nắm đầu ba chơi gì ác cái gì. Rồi ba đâu? Có đâu, lông bình thường. Lông bình thường, cắn cổ con đen đi là chuyện bình thường mà. Cái đó là truyền thống mà con không nói gì á. Ôi Út rồi. Ồ anh ơi. Tôi. Từ từ để con đợi Út nè. Út ơi. Thằng Út đi nè, Út ở đây nè. Ủa sao Út nó đi nhanh hơn anh luôn. Đeo xuống. Ông kia ổng tha con trên này rồi. Đây, xuống đi ba chụp, nhảy xuống đi ba chụp. Có sao ba chụp kiểu gì vậy ba? Đừng có bảo là ba đang dạy con cái là đừng bao giờ tin người quá nha. Ờ đừng bao giờ tin người quá. Con đừng bao giờ tin những thằng như ba. Những người ba như ba. Ủa vậy là bây giờ bây giờ sao? Bây giờ mình sao? Bây giờ có thả ông này ra không mấy đứa? Bây giờ tôi cái lỗ tôi chỉ cần bay ra một tí thôi, tôi sẽ thấm thính vòng xung quanh rồi tôi sẽ quay trở lại. Bơi hồi nãy ba lỡ đục cái lỗ cho ổng luôn rồi đó. Thôi bây giờ ba đục bên này để cho ổng dễ đi chứ bây giờ. Giờ đi không? Đi. Vậy là bây giờ là nhờ ổng thấm thính tìm mẹ giùm mình hả? Đúng rồi, bây giờ tại vì ba con mình đâu có biết bay đâu, ba con mình đi vòng vòng được thôi chứ được xa đâu, chắc phải nhờ ổng thôi mấy ơi. Tí anh ơi. Lỡ ổng đi luôn, ổng không quay lại đây thì sao? Ok. Mình cứu ổng mà, mấy con phải biết tin người chứ. Bye bye tin người. Ừ. Ôi. Nãy thằng Út nó tin người quá. Vậy là Vậy là ổng đi thấm thính rồi. Ok. Ổng bay đi rồi, ổng bay đi lại thầy chứ. Không biết ổng có tìm mẹ giùm mình không? Ổng nói là ổng bay hết trong cái công viên này. Ủa ba, lỡ nếu mà mẹ không có trong công viên này thì sao? Chắc lẽ là chúng nếu mà mẹ không có trong công viên này thì có thể là mẹ sẽ không bị bắt. Nên chúng ta có thể yên tâm vì điều đó. Nhưng mà ba vẫn nghĩ là mẹ các con bị bắt. Tại vì lúc đó ba con mình đang khỏe mà còn bị bắt nữa. Mẹ mấy con đang bệnh mà. Ba đang rất là lo. Không biết là mẹ các con có bị hết bệnh chưa hay là sao không? Nhất là cái thằng này nói nè, mẹ không biết có ở chung với cũng không được. Có khi mẹ cưới người ta luôn rồi. Lên đi. Lên đi. Xin đôi luôn. Cái gì vậy? Ê, cái thằng con này nó kỳ quá. Ba nói là ba nghi ngờ cái. Ơ nó ổng về ok, ổng về ok. Ơ, anh ơi, xin lỗi. Nhưng con khủng long ở gần đây không có con khủng long nào giống anh hết. Hay là con của anh trai. Không có con nào giống hết. Nhưng mà tôi con nào đẹp trai như ba hết.
Nhưng mà nãy tôi có nghe nói là họ đang chuyển một đàn khủng long về, tôi nghĩ trong đó có thể có vợ của anh. Vậy hả? Ồ vậy thì chúng ta hãy đi tới chỗ đó và đi tìm mẹ thôi mấy đứa ơi. Ủa nhưng mà anh ấy ơi, ở đó là ở đâu? Ở hướng bên kia. Đúng rồi, quên nữa. Ở đâu? Tôi thấy họ đang nhập về hướng bên kia. Ồ có đèn kìa bên... ơi. Có vẻ như là Kìa. Rồi, cảm ơn anh nha. Thôi cảm ơn anh nha. Chúc anh mừng lộ một tay nha. Bye bye. Bên kia có đèn chiếu lên kìa bà ơi. Coi chừng hết xăng nha. Ôi. Đi giờ mình đi đâu ba? Bây giờ trời gần sáng rồi, thôi bây giờ mình đi về đi bơi. Khoan đã, từ. Bây giờ chúng ta phải nhớ lại cái địa điểm này nha mấy đứa. Nhớ nha, tại vì hôm nay chúng ta đi là chúng ta sẽ đi theo mò. Bây giờ hôm nay chúng ta phải nhớ được cái địa điểm này để lần sau chúng ta lại đây chúng ta có thể tìm mẹ được. Rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Thằng xanh là thằng nhanh nhậu nhất á, con nhớ chưa con? Con nhớ cái gì ba? Nhớ cái địa điểm này không? Ba cái đó ba phải nhớ kỹ hơn tụi con. Thôi khỏi luôn đi. Hỏi nó tới mai á. Thôi về đi, không là người ta giết. Đi về chứ ơi. Ba về cẩn thận thôi, coi chừng có người bắt mình á. Ở đây chắc không ai đâu. Tối khuya. Cái khu vực ngoài rừng mà. Cái khu vực này chắc không có ai đâu. Nếu mà không có mẹ các con thì giờ chúng ta có thể về được luôn rồi. Về đường nào đi? Về đường nào? Bây giờ mình về đường nào đây ba? Để ba đoán coi. Ok thì chúng ta lên được cái đường ray hồi nãy rồi chúng ta đi về thôi mấy đứa ơi. Lại là lên đường ray nè. Đỡ phải leo. Đỡ phải leo như nãy, đỡ. Nè con đang đường ray nè, mà đi hướng nào, bên trái hay bên phải? Hướng này nè. Thấy không, thằng em mày nó thông minh như vậy, tại sao? À con nhầm. Đây. Chắc tại vì nó không phải là. Thôi bỏ đi, không có gì. À, đi đường đó hả? Thôi đi tiếp đi. Đi. Ôi, hình như nó đang định đi ngược lại đó mà. Nó cũng không chắc nữa mà. Ba cũng không chắc. Ba kỳ vậy? À, cái đầu của ba. Đầu ba đập được bể kính mà sao mà chọi đá được. Ôi, ba làm gì vậy? Đá luôn. Kẹt đá đi, ở trên này có đường mà ba không đi, trời ba ngu quá vậy. Ủa giờ ba biết á hả? Thôi đi, đi. Lẹ lên bơi. Thằng Út đâu? Lẹ lên. Lẹ lên đi, ba cắn mùi. Tao già rồi, bấy từ từ. Trời ơi, hai thằng bất hiếu này nó đi trước mà nó còn la ba nữa. Ôi vậy bây giờ mình đi hết cái đường ray này luôn hả? Mình đi tới đường cuối là mình về tới nhà tới mấy đứa biết điều này nha. Rồi, không biết rồi. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đi cẩn thận té. Ôi trời. Đâu con chút mà. Ý, hình như mình nếu mà mình đi trên đây thì đâu có bị ai phát hiện đâu đúng không ta? Gần như là vậy đó mấy đứa ơi. Nhưng mà có điều là xe tải đi, xe lửa đi ngang qua cán dẹp đầu thôi chứ không có gì đâu. Làm sao mà ở đây có xe lửa được? Dẹp đầu nha ba. Chứ cái đường ray nè, cái đường ray gì? Thì đường ray xe lửa. Đường ray xe lửa thì đương nhiên phải có xe lửa rồi, ăn nói kêu gì vậy con? Ở trường khủng long mày học lớp mấy? Hồi đó cô giáo. Cô giáo bị bệnh rồi, không có dạy. Rồi nát. Con cái kiểu gì, con mới chạy. Ủa hình như con thấy nó lộn lộn rồi bà ơi. Bà cũng thấy nó xài xài. Thôi mà đi tiếp đi. Trời ơi. Kiểu gì nó cũng về tới nhà, yên tâm đi, tin ba đi. Ba có một cái niềm tin vào cái con sóc. Con tin ba. Anh con cũng tin ba. Chỉ khán giả đang xem là không tin ba thôi. Con thấy nó xài xài. Something wrong. Không nhưng mà ba thấy nó đúng rồi mà. Ba thấy nó đúng. Ê có người chết rồi. Giờ này mà tụi nó đi đâu ở trên này vậy? Không nó đang đứng. Nó đang đứng tuần tra đó, nó chưa thấy đâu. Nó hồi nãy là mình xây ghê, xây lưng á. Nó xây lưng á. Ba không, mình nghĩ là đúng đường nè mấy đứa ơi. Mấy đứa nhảy xuống này nè mấy đứa. Nhảy được không? Nhảy chết không mấy đứa? Thôi nhảy chết đó ba ơi. Thôi bắt con. Đừng chơi ngu. Rồi được rồi, đến đây rồi tụi nó không có được hay đâu. Ba nghĩ là vậy. Nhảy xuống sông này nè, rồi tụi mình leo lên.
Rồi đúng rồi, nhảy xuống sông đi coi. Trời ơi. Đâu rồi thằng Út đâu rồi? Đây, đây, đây. Đây. Nhảy xuống sông Út ơi. Nhảy xuống. Nhảy xuống trước đi, nhảy xuống trước đi con. Ok. Trời ơi. Chuẩn bị nhảy xuống trước đi. Con xanh to đây nha. Yeah. Ok ba nhảy nha. Ok ba nhảy nha. Nhảy xuống lại đi bơi. Trời ơi. Đường này mấy đứa ơi. Đường nào? Qua sông lẹ. Không, hồi nãy con nhớ trong cái bụi đó mà đó. Ở đây nè, ngoài này. Trời ơi, con cái nghe lời ba mẹ chút xíu đi con. Ôi ba ơi. Trời ơi, hên là hồi nãy là hả mình nhìn từ xa là mình thấy cái lưng nó đó. Mình mà đi thẳng một tí là xác định rồi. Mình thấy cái ngực nó là chết bà rồi. Hên là con quan sát từ xa đấy. Trời ơi, cái khu này. Xin lỗi nha, ba già rồi, ba không thấy đường mấy đứa ơi. Ủa, ba trời, khi giờ đằng trước ba. Ủa, đây nè, đi đâu rồi? Đi đâu vậy? Đi đâu giờ? Đi theo ba. Kêu đi theo thì đi theo đi. Lắm lượng. Ôi, hồi hộp quá. Mày đâu nhớ cái đường này không? À, nhớ rồi, con nhớ rồi. Giờ đi theo đường này đúng không? Con sóc nó trả lời là chính xác mà, ba tin vào con sóc mà. Ghê thiệt. Khán giả luôn tin ba. Mơ đi. Mơ. À, hi hi đồ ngốc. À, đúng rồi. Giờ phải đi đường nào đấy? Đi đường này nè. Vô lại. Đường này nè. Chỗ này quen lắm. Ừ, con cũng, ba cũng thấy chỗ này quen lắm. Lẹ đi, gần trời sáng rồi đó. Tụi nó tới. Núp vô cây. Núp vô cây. Ôi, có một thằng nào mà. Ôi, râu quá chứ, râu ria tùm lum á. Chơi. Ok quá à. Trời, cái đầu nó tóc giống như. Trời ơi. Đầu trâu tóc dài. Đầu trâu tóc dài ghê đi chứ. Đầu chuồng đi được trên ơi. Đúng rồi, đầu trâu. Hồng á. Đúng rồi. Ê, mấy đứa ơi, thấy ba không? Hả? Ui. Thấy ba không? Nè, nè, ba nè. Trời ơi, ba quỳ trang ghế đi. Ôi. Đi thôi. Đi rồi. Hồi nãy có thằng đầu chùa thắt bính nữa. Đầu chùa thắt bính là sao? Ê, có chuối kìa. Bóng đá. Cái này con người chơi nhiều nè, thằng nào chơi không? Con đá, đá thằng bóng à, chứ không có chơi đá bóng. Thôi, bỏ đi. Ngông. Ủa, ba bị bóng sao ba sợ ghê. Không có gì. Từ mấy đứa đi, coi chừng có tụi nó nha. Để con lo. Ba đừng có nói cái giọng đó nữa nha. Quỷ hả? Ừ, chết rồi anh ơi, em nghi về cái giới tính của ba mình quá. Bậy rồi, ba làm đàn khủng long đực 100%, ba là đực 100%. Có người. Quay lại, núp đây nè, bơi. Núp đây nè, rồi núp vô, núp sát vô. Ba đứng đây có ai thấy không? Không, nó không thấy ba không đâu. Không đâu ba ơi, ba yên tâm đi, không ai thấy đâu. Con đang thấy cái mái tóc màu này không biết xanh đọc chuối. Xanh, đâu phải xanh đọc chuối ơi. Sao mày biết không phải xanh đọc chuối, mày thấy cái đọt chuối lần nào chưa? Không thấy rồi, xanh đọt chuối là xanh của cỏ đó. Ờ vậy hả? Rồi nó đi rồi ba, chạy lẹ. Dê chuông. Lẹ chạy vô. Ê đồ ăn ngon quá bay. Thôi, quay lẹ đi. Dê chuông. Giờ này mà không ngờ ta bọn nó. Vô lẹ. Ai đồ, ở đây có cà rốt đó nè. Vô lẹ ba ơi, lẹ đi, ba lì quá à. Ba lì ghê á. Tự chịu tới giờ mấy đứa lo ăn không mà ba có được ăn cái giống ôm gì đâu. Tỉnh chứ rui, phải tỉnh chứ rui. Về rồi. Rồi ba nặng quá, ba đi không nổi. Ba. Thằng nào đóng cửa lại đi, lắp cỏ lại đây, lắp cỏ đi. Ba lắp cỏ lại. Về chuồng thành công rồi, wow, hên quá. Lại lên. Ba thực dậy vừa ăn tạp vừa là động vật nhai lại. Ở lên cái đắp lại cỏ luôn. Sắp tới giờ nó cho ăn rồi đó. Ồ, hên nãy giờ mình đi là mình về kịp lúc. Ổng hồi là tụi nó. Về kịp lúc nó cho nó ăn. Nó cho tụi mình ăn chứ không phải là mình cho nó ăn. Xin lỗi ba bị liệu.
Sao giờ này nay nó cho mình ăn trễ rồi ta? Mấy đứa ơi buồn ngủ quá rồi, ba làm nệm nè, ngủ đi. Sao tụi nó cho ăn mà cho mình ăn trễ rồi à? ba ở lên ba làm nệm sợ nước miếng ba quá. Ba rào thét lên đi để cho tụi nó. Ba có thằng mới nè. Đâu đâu? Thằng này xấu. Thằng này thằng nào đâu? Ủa sao có nhân viên mới rồi bơi, bình thường có hàng xấu này hai hàng vậy? Đó rồi, ăn đi rồi tính. Ủa có hàng da đen mà đầu chùa thắt bính gì kìa. Tóc nó ngầu liền chứ. Ôi nha. Bữa nay hình như nó đãi bạc ti á bơi. Nó bỏ quá trời cù luôn. Nửa mấy anh ơi. Ôi nửa mấy anh ơi. Ui. Ba thấy gì lạ không? Dữ quá à. Ba nhìn dữ quá. Ba thấy gì lạ không? Thì như nó mới trang bị thêm cái gì á. Kìa nó có tay phone rồi đủ kiểu à. Hồi dạo này hình như tụi nó là đang trang bị vũ khí hiện đại tối tân vậy. Ôi nó cầm cái kiếm nó định làm cái gì vậy? Ui nó bậy rồi. Ê bậy ơi, nó bơi. Thôi đi ngủ đi, chắc thôi đi ngủ quá. Trời cái gì vậy? Qua đêm ngủ mấy đứa ơi, qua đêm ngủ. Bỏ đi. Cái rồi cho không? Ăn bắt ngủ liền luôn. Ngủ đi. Kiểu này sốc không chết trời ơi, mấy ông này kỳ quá. Ngủ. Đứt dưới hán ra đi. Thằng anh hai đâu rồi? Nè con đây nè bơi, con vô buồn ngủ nè. Nè vô đây. Ủa đâu có đâu, ta ngủ bên này mà. Ủa ta ngủ đó hả? Ngủ dưới ba cho tụi nó khỏi thấy. Ba vừa mới cho mình ngủ đó. Rồi bây giờ để ba hát luôn cho mấy đứa ngủ nha. Ba hát đi ba. Bé ơi ngủ ngoan. Thôi con ngủ rồi ba ơi, khỏi hát nữa. Ba ngủ, con ngủ rồi. Ba. Dạ hả? Được rồi. Cái này là xỉu chứ không phải là ngủ ba, cái này là xỉu. Ba hay mà. Thôi đi ngủ.